Người ta thường nói, hiện tại là sự phản ánh của lịch sử. Vậy lịch sử thời thượng cổ Ả Rập như thế nào? Nguồn gốc của dân tộc Do Thái là từ đâu? Mời các bạn xem tập 2 của series phim Ả Rập Huy Hoàng và Bi Thương. Miền Bắc bán đảo Ả Rập, dọc theo bờ địa Trung Hải, từ sông Nin tới Syria, rồi vòng qua lưu vực hai con sông Tigre và Euphrates, là cái nôi của hai nền văn minh cổ nhất thế giới, nền văn minh cổ Ai Cập và nền văn minh Mesopotamia. Đồng thời, đây cũng là cái nôi của hai tôn giáo có ảnh hưởng lớn tới nhân loại là Do Thái giáo và Kitô giáo. Vùng giữa bán đảo này lại là nơi khởi nguồn của nền văn minh Ả Rập và Hồi giáo. Nền văn minh Ai Cập. Có lẽ trong số các nền văn minh của nhân loại thì nền văn minh Ai Cập xuất hiện sớm nhất. Các nhà khoa học chưa tìm ra gốc tích rõ ràng của dân tộc Ai Cập. Chỉ biết rằng, từ thời tiền sử, những bộ lạc ở sa mạc phía Tây, tức miền Bắc Phi gồm Libya, Somali, v.v. di cư tới bờ sông Nin và định cư ở đây. Khoảng 7.000 năm về trước, một số dân tộc châu Á như Semitic hay Sumero-Indo tới xâm chiếm vùng thượng lưu sông Nin. Những dân tộc này văn minh hơn, có chữ viết, biết chế tác đồ đồng, có tổ chức gia đình, xã hội và đã đồng hóa người bản địa để hình thành nên dân tộc Ai Cập đầu tiên. Ban đầu, dân tộc Ai Cập chia làm nhiều tiểu bang. Năm 3200 trước công nguyên, Mene, một vị anh hùng Ai Cập đã thống nhất các tiểu bang và lên ngôi vua, tức vua Mene, lập kinh đô ở Memphis trên hạ lưu sông Nin. Các vị vua Ai Cập sau đó như Keops, Thermes đệ tam, Ramses đệ nhị tiếp tục mở mang bờ cõi, bình trị đất đai, phát triển kinh tế và quân sự. Ai Cập thời đó là quốc gia hùng cường và văn minh nhất thế giới. Các đền đài đồ sộ được dựng lên như đền Luxor và Karnak, nhưng tiêu biểu nhất có lẽ là những kim tự tháp, một trong những kỳ quan của thế giới. Người Ai Cập theo đa thần giáo và thờ rất nhiều thần khác nhau như thần thiện, thần ác, thần bò, thần cá sấu, thần sông Nin và thần mặt trời. Người Ai Cập tin rằng linh hồn là bất diệt nhưng cần có thể xác để làm chỗ dựa nên mới hình thành tục lệ ướp xác rồi mới đặt vào quan tài chôn cất. Các kim tự tháp chính là những lăng tẩm vĩ đại chứa xác các vị vua chúa Ai Cập hay còn gọi là các pharaoh. 4.000 năm trước, những người Ai Cập đã biết dùng thuyền buồm, bánh xe, nấu thủy tinh, chạm đồ đồng, dệt vải mịn, biết đào kênh dẫn nước, trong đó nổi tiếng nhất là kênh nối Hồng Hải với một nhánh sông Nin, làm cho Hồng Hải thông với địa Trung Hải. Sau này vào thế kỷ 19, khi Ferdinand de Lesseps đào kênh Suez, thực chất là làm lại công việc của người Ai Cập đã làm từ 2.000 năm trước. Khoa học của người Ai Cập đã đạt mức tiến bộ đặc biệt. Những người Ai Cập đã phát minh ra một thứ lịch khá chính xác, chế tạo ra giấy rất bền bằng vỏ cây papyrus, phát minh con số pi bằng 3,14, tạo được chữ viết dùng 24 chữ cái. Còn những thành tựu về kiến trúc của những người Ai Cập cổ đại thì đến nay vẫn là những tuyệt tác mà cả thế giới phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, theo quy luật, một xã hội khi đạt tới cực thịnh thì cũng là lúc bắt đầu suy tàn. Dân chúng Ai Cập thừa thãi về của cải vật chất nên sinh ra lười biếng. Đời sống của vua chúa cực kỳ hưởng thụ xa hoa. Ngay cả quân đội cũng sử dụng phần lớn là lính đánh thuê, khiến cho đất nước Ai Cập dần suy yếu. Đầu tiên, Ai Cập bị Ba Tư xâm chiếm. Người Ba Tư đã lập nhiều đồn lũy trên khắp lưu vực sông Nin, từ địa Trung Hải tới Aswan. Người dân Ai Cập nhiều lần vùng lên chiến đấu giành lại sự tự do, nhưng phải mất hai thế kỷ mới đuổi được quân Ba Tư ra khỏi bờ cõi, và làm được việc này cũng là nhờ Hy Lạp. Alexander Đại Đế, thế kỷ thứ tư trước công nguyên, là vị vua huyền thoại của Macedonia thuộc Hy Lạp. Sau khi chiếm được Ba Tư, Palestine đã tới bờ sông Nin để giải phóng dân chúng Ai Cập khỏi ách đô hộ của Ba Tư. Người dân Ai Cập tôn vinh ông như một vị ân nhân giải thoát cho họ và coi ông như một vị pharaoh chính thức của Ai Cập. Sau đó, Hy Lạp đô hộ Ai Cập suốt ba thế kỷ. Sau khi người Hy Lạp đi, thì người La Mã tới, gắn với giai thoại giữa nữ hoàng Cleopat và vị anh hùng La Mã Caesar. Từ đó, trong suốt 2.000 năm, Ai Cập không lúc nào được tự chủ. Hết La Mã lại tới Byzan đô hộ, rồi lại Ba Tư xâm chiếm một lần nữa vào đầu thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Tiếp đó là tới quân đội Ả Rập do tướng Amruindes chỉ huy xâm chiếm. Ai Cập mất nước và mất luôn cả chữ viết, khiến cho cả mấy ngàn năm lịch sử Ai Cập dù để lại rất nhiều ấn tích trên giấy, trên các công trình kiến trúc nhưng không ai đọc được. Mãi 17 thế kỷ sau, một sĩ quan trẻ theo Napoleon đánh quân Anh ở Ai Cập, trong lúc tìm cổ tích trên bờ sông Nin đã phát hiện một phiến đá có khắc chữ Hy Lạp và Ai Cập. Nhờ có phát hiện này, ít năm sau, một giáo sư Pháp tên là Champollion nghiên cứu và từ chữ Hy Lạp đã tìm lại được cách đọc chữ Ai Cập
lập lại được 24 chữ cái và làm cho những đền đài, lăng tẩm trên bờ sông Nin đã nín thinh hàng ngàn năm bỗng nhiên kể lại lịch sử vẻ vang cùng nền văn minh rực rỡ của dân tộc Ai Cập. Nền văn minh lưỡng hà. Nếu đứng trên ngọn kim tự tháp cao nhất ở Ai Cập nhìn về chân trời ở phía đông, ta thấy ở xa, sau biển cát vàng mênh mông, hiện lên một vệt xanh bóng, đó là một thung lũng nằm giữa hai con sông Tigre và Euphrates, cho nên người Hy Lạp gọi là miền Mesopotamia, tức là miền lưỡng hà. Hai con sông ấy chảy song song nhau, rồi cùng đổ ra vịnh Ba Tư. Nhờ hai con sông mà miền lưỡng hà đất đai phì nhiêu, cho nên Kinh Thánh đã đặt nơi đây là vườn địa đàng, Eden. Cũng theo Kinh Thánh, thủy tổ của loài người là Adam, do Thượng Đế nặn bằng đất sét cũng hình thành ở miền lưỡng hà này. Vùng lưỡng hà do nằm giữa hai con sông nên rất hay bị nạn lụt lội. Và cũng vì thế nên kỹ thuật đào kênh, thông ngòi dẫn nước, tháo nước ở đây phát triển từ rất sớm. Và vì đất là đất sét, cho nên nhà cửa, lâu đài toàn bằng gạch chứ không phải bằng đá như ở Ai Cập. Còn chữ thì không viết trên giấy như Ai Cập, mà viết trên những phiến đất sét bằng một cây que, viết xong rồi phơi nắng cho khô cứng lại. Vùng lưỡng hà là nơi giao nhau của nhiều con đường từ đông qua tây, từ nam qua bắc. Dân miền núi phương Bắc thấy vùng đất này phì nhiêu mà ham, dân sa mạc phương Nam thấy nó xanh tốt cũng thích. Ba Tư ở đông dòm qua, Ai Cập ở tây cũng dòm tới. Trước sau có đến 10 dân tộc tranh nhau cái vùng đất này, nên các sử gia đã gọi lưỡng hà là cái nôi của nhiều tộc người, nhiều nền văn minh, nhưng nền văn minh nào, tộc người nào cũng chỉ thịnh được trong một thời gian ngắn. Vào khoảng năm 2500 trước công nguyên, người Semit trị vì khu vực ở Nam Lưỡng Hà, lập kinh đô Uốc. Uốc cũng là quê hương của Abraham, ông tổ của người Do Thái. Uốc thịnh trong một thời gian ngắn, rồi tới Babylon, kinh đô của Mesopotamia, từ năm 2300 tới năm 1250 trước công nguyên. Babylon là một đô thành cực kỳ phát triển, một trung tâm thương mại của thế giới thời bấy giờ. Ở Babylon có đầy đủ hình thái tổ chức quốc gia, có luật pháp, có các kiến thức về thủy lợi như khai thông sông ngòi, phát triển kinh tế và thương mại, đã dùng chi phiếu như các ngân hàng ngày nay. Babylon được coi là kinh đô của cả miền Tây Á, có một bức tường thành bao bọc dài 45 km, gồm 100 cửa bằng đồng đen, phía trong là cung điện nguy nga, có những vườn treo trồng đủ các giống cây lạ. Nền văn minh lưỡng hà cũng rực rỡ như văn minh Ai Cập. Thiên văn học ở đây rất tiến bộ. Ban đầu, người ta dùng chiêm tinh học, ngắm sao để đoán vận mệnh, sau đó là những nghiên cứu thiên văn ra đời, giúp làm ra lịch, tính trước được nguyệt thực và nhật thực. Người lưỡng hà cũng đặt ra đơn vị để đo thời gian, không gian và sức nặng. Họ biết nấu sắt, đắp đập ngăn nước sông, xây cầu dẫn nước qua thung lũng. Thư viện của họ có rất nhiều sách về văn học như ngữ pháp, từ điển về toán học, y học. Chữ viết của nền văn minh lưỡng hà dùng tới 600 dấu để vừa ghi âm vừa diễn ý, nhưng không tiện bằng chữ Ai Cập. Lưỡng hà là nơi đầu tiên xuất hiện cách mạng đồ đá mới, từ khoảng 10.000 năm trước công nguyên. Khu vực này được xem là đã truyền cảm hứng cho một số bước phát triển quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại, bao gồm việc phát minh ra bánh xe và trồng trọt những giống ngũ cốc đầu tiên. Khi đạt tới sự phát triển cực thịnh, Babylon bắt đầu trải qua một giai đoạn suy vong và lần lượt bị xâm chiếm, đô hộ bởi các thế lực ngoại bang. Đầu tiên là nằm dưới ách thống trị của Ba Tư, tiếp đó là Hy Lạp, La Mã và mỗi ngày một tàn lụi cho tới khi thuộc về Ả Rập vào thế kỷ thứ 7. Dân tộc Hebrew. Trong thời kỳ cực thịnh của nền văn minh lưỡng hà, có một dân tộc du mục gọi là Hebrew. Dân tộc này không tạo ra một nền văn minh, nhưng sáng lập ra được một tôn giáo, thờ một vị thần duy nhất là thần Jehovah, khác hẳn với các tôn giáo đa thần thời đó. Dân tộc này có một địa vị đặc biệt trong lịch sử nhân loại, đóng một vai trò quan trọng ở bán đảo Ả Rập từ sau Thế chiến thứ 2 tới nay, đó chính là dân tộc Do Thái. Khoảng năm 2000 trước công nguyên, vị tù trưởng đầu tiên của họ là Abraham, gốc ở tỉnh Uốc, đưa gia đình đi di cư qua phía Tây. Sau khi lang thang nhiều năm, họ tới Ai Cập để định cư và được tiếp đãi tử tế. Một vài người Hebrew còn có địa vị cao trong triều đình của các pharaoh. Nhưng khi Ai Cập bị dân tộc Hyksos xâm lăng, người Hebrew thay vì cùng người Ai Cập chống lại kẻ thù thì lại quay sang cộng tác với kẻ thắng. Chính vì vậy, người Ai Cập sau khi đánh đuổi được kẻ thù đã coi những người Do Thái là những kẻ phản bội, bắt họ phải làm nô lệ. Một vị thủ lĩnh người Do Thái đau lòng cho giống nòi bị đàn áp đã tìm cách cứu đồng bào bằng cách dắt họ vào chân núi Sinai sống cuộc sống du mục. Vị trẻ tuổi đó tên là Moses. Ông dạy cho đồng bào tôn thờ Jehovah, sau cùng đưa họ tới một miền đất cát phì nhiêu, miền Canaan, tức Palestine ngày nay,
đất mà họ tin rằng Jaber đã hứa cho họ. Nhờ ông, dân tộc Hebrew bắt đầu văn minh, được thống nhất và Do Thái giáo thành lập. Sau Moses, quốc gia Do Thái liên tiếp có những vị vua anh minh như David lên ngôi năm 1013 trước Công nguyên và Salomon, con trai của David. Dưới thời Salomon, quốc gia Israel thịnh nhất, từ đó dân tộc Hebrew còn có tên là Israel. Ông cũng cho xây cất một ngôi đền thờ Jaber, tức đền Jerusalem hay còn gọi là đền Bình Trị. Tuy nhiên, sau khi vua Solomon băng hà, quốc gia Do Thái bắt đầu rơi vào thời kỳ chia rẽ và suy vong, lần lượt bị Syria, Ba Tư, Hy Lạp rồi La Mã đô hộ. Giai đoạn này cũng là giai đoạn mà Chúa Giê-xu ra đời. Chúa Giê-xu ra đời trong một chuồng bò ở gần Bethlehem. Lớn lên, ông đi khắp xứ Galilê và Juda để giảng đạo. Vì vạch trần thói kiêu căng và giả dối của một môn phái đạo Do Thái, nên ông bị họ oán ghét, hãm hại vu cho ông là phiến loạn, buộc nhà cầm quyền La Mã phải xử tội đóng đinh lên thập tự giá trên đồi Calvary, hay còn gọi là đồi sọ. Cũng chính vì lý do đó, tín đồ Kitô giáo oán ghét dân tộc Do Thái. Khi đế quốc La Mã sụp, Palestine thuộc quyền cai trị của Byzantine, rồi tới thế kỷ thứ 7 trở thành một tỉnh trong đế quốc Ả Rập. Nhưng lúc này, quốc gia Do Thái đã không còn, dân tộc Do Thái phiêu bạt khắp châu Âu, châu Á, chỉ có đạo Do Thái là vẫn còn tồn tại. Nhờ giữ được tôn giáo mà dân tộc Do Thái mặc dù phiêu bạt khắp nơi hơn 2.000 năm, đã trải qua bao nhiêu biến cố, nhưng họ vẫn luôn giữ được liên lạc với nhau, vẫn hoài bão giấc mơ một ngày kia được về Jerusalem, thánh địa của họ, được quỳ xuống cầu nguyện trước bức tường than khóc, di tích duy nhất của đền Jerusalem. Dù gặp nhau ở chân trời góc bể nào, khi chia tay, câu nói của người Do Thái luôn là sang năm về Jerusalem. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, subscribe và share, bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!